Nhưng mà lịch trình cây đồng liền này bây giờ chị phải thêm vô cái này tự động là dành cho hành chính hả? Sửa đổi chữ hành chính. Điện bộ y tế liền. Thêm minh tả. Ừ. Ví dụ như chị thêm cái nữa nè, ca sáng nè. Thì bỏ cái hôm qua 12 giờ luôn nè. Thêm mới cái nữa nè, cái đêm nè. Thì hôm qua tự động qua đêm 12 giờ ha. Rồi vậy thôi. Rồi vô lịch trình cái làm việc. Thêm cái nữa. Rồi đi ca. Rồi quên luôn. Xong vô cái này anh chọn tất cả các ca. K1, K2, tất cả các ngày. Đó, nhiều rồi luôn rồi. Rồi bấm luôn. Em vô chỗ đi, em đi đâu? Cán cây nhân viên nè. Hôm nay ở đây ai làm theo hành chính thì mời. Ví dụ như chị đây làm theo hành chính, chị lít vô hôm nay. Cái phần này này đã tự động. Riêng ra một chung tiêu dùng lắm, lấy chết. Thì thôi. Bấm luôn sắp xếp. Đó. Nếu anh làm sao cho anh em về giờ tới bị dịch vô luôn tới cái con tay anh luôn rồi sao? Còn ví dụ như chị đây đi, ví dụ người đây này làm ca đêm đúng không? Ca sáng thì đưa vô ca sáng. Cái này qua Campuchia hả? Rồi 033 chị Nhung còn biết, chị Nhung còn khoe lắm thấy à. Ủa sao bữa em nói là đừng có đổi cái mã ở đây mà sao đổi làm cái gì vậy trời? Đó là mã nhân viên của bên em mà. Cái này là cái mã của cái máy luôn á. Không, mã nhân viên, mã số thẻ nhân viên của em là đó luôn. Là cái này là chị chỉnh đúng không? Chị chỉnh trên này hay chỉnh trên máy? Nhập vô thôi, đâu có chỉnh gì đâu. À. Bỏ lên trên cái bịch đó đi, rồi nhớt nhau chỗ này sao. Chị đẩn nó tự động nó vẫn dễ hơn cho chị. Không, như ý nó là cái là mã số thẻ của công ty bên em là sẽ nhập vô luôn. Rồi, giờ tả dữ liệu chấm công là xong rồi đúng không? Gán ca xong rồi đúng không? Báo biểu nè. Dịp biên giới. À, anh Hương chạy qua đấy, em công qua thì em đem về. Ừ. Không. Cái này cái ca của nó là ví dụ như ca đêm, ca ngày gì đó nó sẽ hiện ra. Ví dụ làm từ 7 giờ này tới 11 giờ, chấm 4 lần đúng không? Ừ, đúng rồi, 4 lần. Chấm 4 lần là chiều không bằng. Anh! Tụi tiến xe năng không? Tụi tiến xe năng không? Không. Chưa? Không có em ơi. Đúng không? Có tiện mấy ủi à. Đây. Có tiện gì máy chứ. Nó bấm lọc lại bên này, bên này. Mà cái này chị phải đọc bản kia, chị chưa đọc á. Chứ chị đọc thì ấy, xúc ra 4 lần mà. Chị đọc cái bản á, cho nó dễ hiểu nha. Này muốn dẫn nhưng hơi nhanh. Đây. Quên cái lệnh chỗ này là gì ra, cầm cho anh ship ra rồi. Nó có một hồi đúng rồi, cầm cho anh ship enter. Anh chở ông tủ qua. Nhớ cái lệnh này nha. Đó, này kéo cái này bự ra. Alo. Nghe. Nhưng mà qua này. Rồi rồi. À, 7 giờ 16 giờ 29 này. Ừ. Ủa chưa vô phòng chấm. Ủa đây là điều xe là chỗ ông chủ về hả? Dạ. Vậy mày. Tại người ta không chấm cho nên nó không có tính ra được cái số giờ công của họ. Nó tính nếu mà chấm đúng là nó sẽ ra. Chấm 4 lần là chấm 4 lần hết. Chị hiểu em nói không? Nghĩ là bấm á, bấm tay vân tay hả? Đúng rồi, có nghĩa là đừng có bữa bấm bữa không vậy. Giờ ông đi sân bay luôn hả? Cái này hầu như bấm cái ba lần là chiều cũng đón vô. À, anh gửi cái này ra đi, tại cái này bên em không phải đâu nha. Ý là anh thử thôi, xong rồi anh sửa lại giống như hồi nãy giùm em chứ chứ. Cái này này gắn cây cho nhân viên này, chị vô phần này nè, chị kiểm tra những người, chị công ty này, chị phải phân ra. Cái phần này nè, sơ đồ quản lý nè, công ty nè, phòng ban đúng không? Chị thêm mới vô. Tên phòng ban là hành chính. Nhưng mà chính độ vậy. Ờ, cập nhật. Rồi. Để khu vực. Chắc em 38 độ sau. Tên khu vực. Tên khu vực là gì ta?
V-Ship 2. Chỉ gì đó. Xong coi tải lại nè mày. Cần nữa không? Không, chị chỉ cần đọc cái bản kia. Chị làm theo từng bước ra được. Tại vì công ty nó cách xưởng dưới, xưởng trên cho nên mới phân ra hai khu vực. Đẩy về bên kia sẵn được. Tên phòng ban. Không, giờ bên em chuyển hết bên đây luôn rồi. Tên phòng ban là hành chính đi ha. Thì giờ chị muốn hành chính kế toán gì á thì chị tự chị làm ha, em hướng dẫn cho một cái ha. Nhân viên này, xong vô công ty này, V-Ship 2 này, thấy không? Hành chính này, thấy không? Xong chị vô công ty này, ví dụ chị Hoàng Lâm đây, em ví dụ nha. Chuyển vô phòng hành chính nha. Đồng ý ha, bấm lưu một cái ha. Xong xuống hành chính này, thấy không? Thấy không? Rồi khi mà chị chấm công á, sẽ dễ cho chị. Cái này chị làm một lần thôi, công ty. Tắt, quên, tại mới lưu xong, phải tắt mấy cái này, xong mở lại ha. Rồi công ty này, thấy không? Hành chính này, hành chính có một người này, thấy không? Là ví dụ như gán cái cho nhân viên đúng không? Chị vô công ty này, thấy không? Ship hành chính này, hành chính là làm hay hành chính này. Ở đây hành chính luôn, ha. Người sắp xếp. Người sắp xếp vậy thôi. Rồi, qua phần báo biểu, chính công và yên báo biểu. Hồi giờ chị làm phần mềm được chưa? Phần mềm nào? Phần mềm này. Không, ý là vậy em tải ra trước, tải dữ liệu hồi bữa giờ trước đi. Dữ liệu ra tải rồi á. Thì ý là vậy em chưa luôn mà, nãy gì vậy? Xong rồi á. Rồi có thắc mắc gì không? Chắc cả một đường thắc mắc luôn. Nhưng mà giờ này em hướng dẫn nhanh cho chị những cái bước cơ bản là để cho chị nhớ. Còn mà về vấn đề mà chỉnh từng chút, ví dụ như giờ người ta là chị cố gắng chị lập cái phần này. Nó đầy đủ hết đó. Rồi em viết sẵn hết rồi. Còn anh tải lại từ đầu gì em từ ngày 20 thử 20 tháng 1 tới nay. Chị tải luôn mày. Cái này đúng không? Đúng không? Không? Đúng rồi. Xong rồi. Chọn cái máy cái đã. Tải dữ liệu. Chọn ngày cho nó nhanh. Từ ngày đến đấy hả? Đúng rồi. Ví dụ dữ liệu chị 2-3 năm nó treo á, nhiều quá. Không, cái dữ liệu chấm công này, chấm mấy giờ cả hết này, chấm bao nhiêu lần cả hết này. Chị chưa tải đó, chị lấy cái bạn á, chị gửi lên Gmail á, xong rồi về công ty bên kia chị đọc phần mềm bên kia như vậy á. Tải phần mềm này viết riêng cho xưởng này. Sau này hai xưởng nó dồn lại. Bây giờ lấy giờ bỏ không gì cũ nữa thấy không? Dung rồi. Kè nó đến giờ kêu chút cơm kêu nó đi. Hỏi lại em nha. Dạ, rồi em cảm ơn em nhiều. Để mấy con em về nữa. Dạ. Cứ coi mình đây đúng không? Mình lấy xong mà tới ngay chỗ này báo biểu đúng không? Không, đầu tiên chị phải gán kê cho nhân viên. Không, bây giờ em chưa cần thiết cái đó đâu. Bây giờ em đang cần gấp cái dữ liệu nè. Rồi, chị bấm vô giờ chấm công thôi. Giờ chấm công ở đây phải không? Rồi, rồi. Giờ chấm công. Xuống công ty. Chọn hết chọn luôn. Chọn tất cả, rồi. Ngày mai gì đi cho. Ông thầy lấy bệnh không? Ông thầy lấy bệnh không? À sao? Báo không được hả? Ông thầy lấy bệnh á. Ông thầy lấy bệnh hả? Ừ. Thì mà ông thầy lấy bệnh.